Những ngày gần đây, mạng xã hội xôn xao trước thông tin Ronaldo đã chính thức đạt thỏa thuận chuyển đến câu lạc bộ của Ả Rập Xê Út Al Nassr, một đội bóng gần như vô danh với phần đông các cổ động viên quốc tế. Đây quả thực là một thông tin không khỏi khiến người ta cảm thấy tiếc nuối cho hiện thực phũ phàng mà Ronaldo đang trải qua. Dù rằng việc Al Nassr đang tìm muốn có Ronaldo đã xuất hiện trên mặt báo suốt nửa tháng nay, nhưng không ít người vẫn ngỡ ngàng khi biết rằng đây nhiều khả năng sẽ là bến đỗ tiếp theo của huyền thoại người Bồ Đào Nha. Với danh tiếng cùng tài năng của mình, thật khó tin khi Ronaldo đang trải qua một đoạn kết có phần bạc bẽo ở đoạn cuối của sự nghiệp. Chỉ trong vỏn vẹn một năm 2022, Ronaldo gần như đã mất tất cả, bị tống giam lần ghế dự bị và rời khỏi Manchester United trong hàng tá sự chỉ trích vì hành động bội bạc của mình, bị tống giam lần ghế dự bị và rời khỏi World Cup trong những giọt nước mắt đầy cay đắng, bị từ chối bởi hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ khác khi tự nộp profile đến hầu hết các đội bóng đang đá Champions League. Chưa bao giờ người ta nhìn thấy một Cristiano Ronaldo thảm hại đến thế. Anh dường như đã đánh mất tất cả vì thế mà mình từng sở hữu. Trong khi đó, Lionel Messi lại đang sống trong những ngày màu hồng và thăng hoa nhất trong sự nghiệp ở chặng đường cuối cùng. Huyền thoại người Argentina vừa hoàn thành bộ sưu tập trọn vẹn với chiếc cúp vàng danh giá. Đó cũng là thứ vinh quang mà rất có thể suốt cả sự nghiệp Ronaldo không thể nào chạm tay đến. Ở ánh hoàng hôn của sự nghiệp, Ronaldo đang phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã và phũ phàng. Sau biết bao năm cố gắng và đứng trên đỉnh cao, mọi công sức của anh đang đứng trước nguy cơ đổ sông đổ bể. Chuyện đến Al Nassr có thể xem như lời tạm biệt của CR7 với đỉnh cao bóng đá thế giới. Sau tất cả, anh chấp nhận vị thế của bản thân giờ đây đã không còn có thể đứng chung hàng ngũ với Messi. Tờ Marca vừa xác nhận thông tin Ronaldo hiện đã có mặt ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út để chuẩn bị đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn đến 7 năm cùng Al Nassr. Cũng theo Marca, phía Al Nassr hiện nay đã chính thức thừa nhận thương vụ sau một thời gian từ chối, dù xác nhận chưa có đề nghị chính thức. Nhưng khi đó, đúng là họ chưa nhận được cái đồng ý từ Ronaldo. Ronaldo dù nắm được đề nghị từ Al Nassr, nhưng mong muốn có khoảng 2 tuần để suy nghĩ thêm. Mục đích của tiền đạo người Bồ Đào Nha là vẫn tìm kiếm cơ hội chơi cho một câu lạc bộ khác ở châu Âu để thỏa ước vòng đỉnh cao tham dự Champions League. Tuy nhiên, dự định này bất thành khi gần như không có câu lạc bộ châu Âu nào đang chơi tại Champions League có nhu cầu mua Ronaldo. Ngay cả những đội bóng tầm trung như Eintracht Frankfurt và Olympique Marseille mới đây cũng đã lên tiếng khước từ tiền đạo 37 tuổi. Vì vậy, theo Marca, thỏa thuận chính thức giữa Ronaldo và Al Nassr sẽ được công bố trong vài giờ tới. Tờ Nhật báo của Tây Ban Nha cũng tiết lộ một phần chi tiết của thương vụ. Ronaldo sẽ ký hợp đồng cùng Al Nassr và giới chức bóng đá Ả Rập Xê Út có thời hạn đến năm 2030. Trong đó khoảng 2 năm rưỡi chơi cho Al Nassr. Thời gian còn lại, anh sẽ làm đại sứ quảng bá cho liên doanh 3 nước Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Hy Lạp chạy đua tranh quyền đăng cai World Cup 2030. Ngoài ra, tờ Marca cũng cho biết thêm về đãi ngộ của Ronaldo, dự kiến lên đến 200 triệu euro mỗi mùa. Sau đó, anh sẽ làm đại sứ quảng bá cho cuộc đua tranh đăng cai World Cup 2030, cũng sẽ giúp cho Ronaldo gia tăng mức thu nhập đáng kể. Với việc đồng ý gia nhập Al Nassr, Ronaldo cũng đã đưa ra lời chia tay với sự nghiệp bóng đá đỉnh cao cấp câu lạc bộ châu Âu. Trong khi ở đội tuyển Bồ Đào Nha, tiền đạo này vẫn còn tham vọng chinh chiến đến World Cup 2026. Khi đó, anh đã ở độ tuổi trên 41. Tuy nhiên, điều này e khó thành sự thật nếu xét đến thực tại đầy đau buồn của Ronaldo. Có một cổ động viên đã nhận xét trên mạng xã hội vài ngày trước rằng thành tựu lớn nhất của Cristiano Ronaldo đã đạt được trong cuộc đời cầu thủ là được so sánh với Messi. Dẫu biết rằng bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu được so sánh với một huyền thoại như Messi, nhưng niềm hạnh phúc đó dĩ nhiên không bao giờ xuất hiện ở Ronaldo. Anh sẽ rất vui nếu anh được ca ngợi là đá bóng giỏi như Ronaldo de Lima, thông minh như Einstein hay đẹp trai như Beckham. Nhưng huyền thoại người Bồ Đào Nha sẽ không bao giờ cảm thấy vui nếu như nghe rằng thành tựu lớn nhất đời cầu thủ là được so sánh với Messi. Bởi lẽ, câu nói trên nghe có vẻ chế giễu anh. Ronaldo đã cùng Messi tranh đấu trên một sân khấu đỉnh cao của bóng đá thế giới suốt 15 năm qua. Đã có những lúc anh còn vượt mặt cả Messi và được ca tụng như một GOAT. Nhưng thật đáng buồn khi phải thừa nhận rằng câu nói trên giờ đây lại vô cùng có lý. Với chức vô địch World Cup, Messi đã chính thức bước chân vào ngôi đền của những huyền thoại bất tử. Ronaldo giờ đây đã thua Messi nhiều bậc. Niềm vinh hạnh duy nhất mà anh đang có chính là việc đã từng được so sánh
và có một cuộc cạnh tranh khốc liệt với Messi trong suốt một khoảng thời gian dài. Đồng thời, CR7 cũng không thể phủ nhận, nhờ có Messi mà anh có thêm động lực phấn đấu để duy trì đỉnh cao cho đến tận năm 36-37 tuổi. Ngược dòng về quá khứ, trước khi Messi nổi lên, Ronaldo dẫu tài năng nhưng chưa phải là một biểu tượng, thậm chí anh còn chưa bước vào hàng ngũ của những siêu sao đương đại. Nhưng khi Messi xuất hiện và tạo nên những kỳ tích bằng cái chân trái ma thuật đó, Ronaldo hoàn toàn thay đổi thái độ cả trong lẫn ngoài sân. Anh nghiêm túc tập luyện, thi đấu và sống tích cực, cân bằng hơn. Nếu không có Messi, chắc gì Ronaldo đã có động lực phá vỡ các kỷ lục bàn thắng và giành được 5 quả bóng vàng trong sự nghiệp. Ngược lại, Messi cũng nhờ có sự cạnh tranh của Ronaldo mà nỗ lực phấn đấu nhiều hơn. Nhưng ngoài mặt tích cực kể trên, Ronaldo rõ ràng là phải gồng mình rất nhiều để cạnh tranh với Messi, đến mức anh không thể có một cuộc sống yên bình cho bản thân. Đó là mặt tiêu cực của sự cạnh tranh. Sự không bình yên đó thể hiện rải rác đâu đó trong suốt sự nghiệp CR7 và hiện hữu với mức độ dày đặc trong khoảng 2 tháng này. Để rồi, sự không bình yên hay sự bất an này biến thành hẹp hòi, cay cú dưới ánh mắt của những cổ động viên trung lập. Messi vô địch World Cup, cả thế giới đều dành những lời ca tụng. Tuy chỉ có CR7 là không làm điều đó, anh thậm chí còn không có nổi một dòng chúc ngắn ngủi gửi đến những người đồng nghiệp. Có thể Ronaldo nghĩ, tôi không phải là kẻ đạo đức giả, tôi không thích thì không chúc mừng, vậy thôi. Nhưng giữa những địch thủ, kể cả là kẻ thù lớn nhất, thì vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng, thậm chí là sự tôn trọng rất lớn. Ngay cả Lưu Bang trước khi qua đời vẫn dành sự ngưỡng mộ cho hạng vũ, kẻ chiến bại nhưng cũng là đối thủ lớn nhất của ông trong quá trình thống nhất Trung Nguyên. Vì vậy, việc Ronaldo im bặt trước thành tích vĩ đại của Messi, ông cũng có thể xem là sự ích kỷ, ngạo mạn. Tuy nhiên, nếu suy xét một cách thấu đáo, thấu tình, đó là sự bất an và làm nỗi sợ nhiều hơn. Ronaldo như một con mạnh thú bị tổn thương và sẵn sàng làm tổn thương những người khác để níu giữ thứ uy nghiêm yếu ớt của mình. Anh bắt đầu bằng việc tung quả bom truyền thông vào câu lạc bộ đã hết lòng cưu mang ngay khi kỳ World Cup mới khởi tranh. Vào giải, anh còn vướng vào hàng loạt những lùm xùm với đồng đội trong phòng thay đồ hay trên sân tập. Ai cũng biết CR7 là một người khao khát những bàn thắng như thế nào. Nhưng việc anh nhắn tin cho gã nịnh hót Pierre Morgan sau trận đấu và nhấn mạnh pha lập công đó phải được tính cho bản thân mình, tôi e là anh đang có phần quá ích kỷ với những đóng góp của đồng đội. Dĩ nhiên giờ đây, chẳng ai có thể so sánh giữa Ronaldo và Messi ai vĩ đại hơn nữa. Ronaldo xuất sắc chứ, vĩ đại chứ, nhưng anh thật sự rất khó để có thể tạo nên một màn lật bàn cờ ở phần cuối của sự nghiệp trước Messi. Nguồn cảm hứng mà anh tạo ra dĩ nhiên vượt ra khỏi địa hạt của bóng đá. Nhưng Messi cũng vậy. Bất kỳ điều gì mà Ronaldo làm được, Messi cũng hoàn thành. Thậm chí, Messi còn hoàn thiện nốt những điều mà CR7 còn dang dở. Ngày mà Ronaldo chính thức khoác lên mình màu áo vàng của Al Nassr, anh mất nhiều hơn là được. Anh có thể trở thành vận động viên đạt mức thu nhập khủng khiếp nhất trong lịch sử thế giới. Thương hiệu CR7 cũng có thể há ra bộn tiền trong những năm cuối sự nghiệp. Anh có thể trở thành một đại sứ quảng bá trong đại kế hoạch nâng tầm bóng đá của Ả Rập Xê Út. Có thể sẽ còn nhiều người biết đến Ronaldo hơn nữa, nhưng dĩ nhiên là ở một khía cạnh khác. Còn về khía cạnh thuần chuyên môn bóng đá, Ronaldo giờ đây, hãy thành thật đi, anh đã không còn là một ngôi sao lớn của làng túc cầu, đặc biệt là châu Âu. Al Nassr rõ ràng ấp ủ tham vọng lớn khi chiêu mộ Ronaldo. Họ đánh giá đây là nước đi chiến lược giúp Al Nassr lớn Saudi Arabia Pro League quảng bá hình ảnh đến các cổ động viên trên toàn thế giới. Chuyên môn của CR7 cũng đủ sức giúp họ chinh phục mọi đỉnh cao trong nước và khu vực. Nhưng với riêng Ronaldo, không thể không xem đây là một bước lùi trong sự nghiệp lẫy lừng của anh. Dẫu vậy thì từ giờ, Ronaldo đã có thể sống bình an và tận hưởng bóng đá theo một cách khác. Người ta chỉ tìm thấy sự bình an khi biết chấp nhận thực tại. Ronaldo giờ đây bình tâm đối mặt với thực tế rằng mình đã không còn xuất sắc như ngày trước. Không đòi hỏi nghiễm nhiên có một chỗ đá chính tại đội tuyển quốc gia hay được một câu lạc bộ lớn săn đón. Có thể bình tâm khi tìm kiếm một câu lạc bộ phù hợp để viết nốt những chương cuối cùng cho sự nghiệp đầy huy hoàng của anh. Hơi muộn, nhưng còn hơn không.